Ghi nhận ý kiến của hành khách tại các bến xe, phần lớn đều cho rằng việc dừng hoạt động các bến xe trong khu vực nội thành sẽ giúp giao thông thuận lợi hơn. Tuy nhiên, việc bến xe di chuyển ra ngoại thành sẽ khiến việc đi lại của họ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với những người phải thường xuyên di chuyển bằng xe khách. Tôi thấy thì nó cũng không được thuận tiện vì cái khoảng cách của nó thì là hơi xa. Bây giờ mà chuyển cái bến Mỹ Đình này mà xuống dưới kia thì ra ngoài, ví dụ như nội thành thì ngoài thành thì nó rất khó khăn vất vả. Người dân đi lại thì nói chung đi lại khó khăn hơn. Vì sao? Vì là nhiều khi là đi mang đồ đạc cho con cái các thứ rồi ra vào nó rất là phức tạp. Không chỉ hành khách, nhiều doanh nghiệp vận tải, nhà xe cũng tỏ rõ sự lo lắng khi các bến xe nội đô bị xóa sổ. Các tuyến xe sẽ phải điều chuyển đến những bến xe xa hơn. Thực tế, việc điều chuyển luồng tuyến sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lượng khách của các nhà xe. Nguy cơ mất khách là điều dễ xảy ra. Nếu như mà chuyển sự bến xe ra ngoại thành thì tất cả đấy là rất khó khăn cho doanh nghiệp chúng tôi. Đấy, thì bây giờ là mục tiêu của doanh nghiệp là muốn phục vụ các hành khách. Đấy, đây là nơi đây là nó thuận tiện giao thông để cho đưa đón hành khách đến một cách thuận tiện nhất. Rất khó khăn đấy. Vâng, cái đấy thì phải di chuyển bằng cái xe vận chuyển trung chuyển. Phải có trung chuyển thì mới khách mới biết được, chứ không hướng dẫn thì lâu lắm. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định, việc thay đổi bến xe sẽ gây ảnh hưởng đến một bộ phận doanh nghiệp và người dân, nhưng điều này sẽ đảm bảo được lợi ích chung. Những bến xe mới được bố trí nằm trên các trục hướng tâm ngõ và vành đai 4 theo các hướng vận chuyển hành khách Đông Tây Nam Bắc. Tính một cái phương án là không hẳn là cái việc phải tái cơ cấu mà chúng ta phải đẩy nhanh được cái bến xe. Đây là cái quyết đáp và cái này thành phố đang chỉ đạo rồi. Trong cái từ nay đến hết năm 2018 là cơ bản đã xong cái bến xe và chúng tôi sẽ tính toán lại cái việc đấy để điều chỉnh luôn. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng cho biết, số bến xe mới được xây dựng kết hợp với các điểm đầu cuối của hệ thống xe buýt công cộng và gần nhà ga của các tuyến đường sắt đô thị. Mục đích là thay thế toàn bộ các bến xe khách hiện có ở khu vực nội đô và tạo được sự thuận lợi cho người dân khi di chuyển đến các bến xe. Đến thời điểm các bến xe cũ sau khi bị xóa sổ cũng sẽ trở thành điểm đầu cuối xe buýt phục vụ vận tải hành khách nội đô.